Đây là thầy giáo kỳ lạ nhất mà tôi từng được biết. Ông đam mê làm đầu bếp, nhưng bố mẹ lại bắt cầm phấn đứng trên bục giảng. Chính vì vậy mà hôm nay Jamie quyết định cosplay thành MasterChef, đầu đội mũ tay cầm dao thị phạm cắt đôi quả táo trên bàn rồi đặt ra câu hỏi cho học sinh của mình. Sau khi cắt thì quả táo còn lại bao nhiêu? Cô bạn này nói mình không biết. Cô bạn kế bên nói đáp án là 1/2. Anh bạn kia lại cầm mảnh táo lên và thản nhiên bỏ vào mồm. Giáo viên cúi xuống hỏi cô bạn đeo kính. Cô ấy bình thản trả lời còn lại 3/4. Lúc này Jamie cầm quả táo lên xem và quả nhiên đúng như những gì mà cô học trò sáng dạ đã nói. Bằng việc mở đầu tiết toán học như thế, Jamie đã khiến cho các học sinh trong lớp cảm thấy rất thoải mái và bớt đi phần nhàm chán. Bầu không khí cũng đã trở nên sôi động hơn rất nhiều. Đây là ngôi trường cấp 3 thuộc top đầu tại Los Angeles, nhưng có điều là xếp từ dưới lên trên. 95% học sinh tại đây đa phần đến từ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Mỹ Latin. Các học sinh mà Jamie đang phụ trách giảng dạy đều đang có học lực kém hơn so với độ tuổi trung bình của họ. Đồng thời, không ít trong số đó là những học sinh có các vấn đề như trầm cảm, ngỗ ngược và bất cần. Tất cả các thầy cô khác trong trường đều không xem những học sinh bất hảo này ra gì. Thành tích của nhà trường đang bị đe dọa rất nghiêm trọng bởi vì điểm kiểm tra toán trong lớp của Jamie thật sự kém đến mức chẳng muốn nhắc đến. Đạt điểm cao trong môn toán là giấc mơ mà chẳng ai trong số bọn họ dám nghĩ đến cả. Xem ra các thầy cô trong tổ toán cũng phải hoàn toàn đầu hàng trước đám học sinh ngu lâu rốt đặc này rồi. Tuy nhiên, trong khi mọi người tỏ thái độ né tránh chối bỏ trách nhiệm thì Jamie lại tình nguyện tiếp nhận lớp học khó dạy bảo nhất trường. Buổi học đầu tiên, Jamie cơ bản không có tiếng nói trong lớp khi liên tục bị đám học sinh phớt lờ. Mãi cho đến khi ông hét lớn ra hiệu cho chúng nhằm sắp xếp lại chỗ ngồi thì tiếng chuông báo hết giờ lại vang lên. Học sinh cứ thế lần lượt đứng dậy bỏ ra ngoài làm Jamie bất lực thở dài. Sau đó thầy giáo đến tìm hiệu trưởng nhưng ông ta lại bình thản nói rằng chuông tan học là do học sinh tự chế tạo ra. Chúng muốn tan học lúc nào thì sẽ rung chuông lúc đó. Nhìn cách trả lời hời hợt cộng thêm thái độ vô tâm thích hóng hớt chuyện thiên hạ của hiệu trưởng, Jamie cũng đã phần nào hiểu được việc quản lý ở ngôi trường này kém đến nhường nào. Cứ thế buổi dạy học đầu tiên của vị thầy giáo ở ngôi trường mới này đã thất bại toàn tập. Đã thế lúc trở về nhà còn phát hiện xe của mình có dấu hiệu bị phá phách. Không nản chí, hôm sau Jamie tiếp tục đứng lớp trong bộ trang phục của Gordon Ramsay nhằm thu hút sự chú ý của các học sinh. Tiết học đang diễn ra suôn sẻ thì hai học sinh cá biệt ngạo nghễ bước vào lớp. Vừa đặt đít ngồi xuống, anh chàng này đã giơ ngón tay thối lên tỏ ý thách thức thầy giáo, nhưng Jamie không vì vậy mà trở nên giận dữ. Ngược lại còn giơ hai bàn tay ra dạy cho đối phương mẹo học bảng cửu chương khiến gã học sinh côn đồ cay cú nhưng không làm gì được. Tiếng chuông hết giờ vang lên, Jamie yêu cầu cậu học sinh này ở lại nói chuyện. Cậu ngang nhiên tỏ thái độ ngạo mạn với ông, sau đó một người bạn của nhóc tên là Angel tới chỉ tay vào thầy. Nếu tôi là cậu tôi sẽ không làm như thế đâu. Mất một ngón tay là không thể đếm được tới 10 và khi đó cậu sẽ trở thành thiên thần chín ngón đấy nhóc ạ. Hết giờ học, đám học sinh ngỗ ngược lại đi đấm nhau. Angel nhìn thấy trong đó có bạn học cùng lớp với mình nên muốn lao vào giúp đỡ. Không chút ngập ngừng, thầy giáo lập tức nhảy tới khống chế tính nóng nảy của Angel, xong lại áp sát cậu ta vào bức tường rào cho tới khi không còn phản kháng lại được nữa mới từ từ buông tay. Thế là cuộc chiến phải dừng lại giữa chừng. Không làm gì được ông thầy khiến hai cậu bạn thân quyết định rủ cả xã hội đen tới lớp học vào sáng hôm sau. Thế nhưng thầy Jamie cũng không phải dạng vừa khi dùng tiếng lóng của giới xã hội đen để cảnh cáo đám người này. Để tôi nói cho các cậu rõ, và tôi từng là trùm băng đảng khét tiếng một thời đấy. Hơn nữa đây là sân chơi của tôi, luật của tôi, nên liệu hồn đừng để tôi động tay động chân với đám nhóc các cậu. Đối phó với chiêu trò của đám học sinh khiến Jamie luôn biết cách để khuấy động không khí học tập. Ông hiểu những đứa trẻ này không phải là không có khả năng mà chúng thực sự chỉ chưa tìm thấy sự hứng thú trong việc học. Muốn thuần hóa được đám ngựa hoang đang tuổi nổi loạn này nên Jamie quyết định sẽ nhắm vào con đầu đàn Angel. Tiếp đến thầy giáo đưa ra phép toán trừ 2 cộng 2 rồi hỏi cả lớp đáp án cuối cùng là bao nhiêu. Angel tưởng rằng đối phương có ý xem thường mình nên ngạo nghễ khoanh tay mặc cho thầy bên này liên tục hối thúc cậu trả lời. Dưới sự thúc giục không ngừng nghỉ cộng thêm vài ba câu khích tướng, Angel cuối cùng cũng chịu đưa ra đáp án bằng 0. Từ phép tính đơn giản này, Jamie đã khơi dậy sự hưng phấn. Thấy cả lớp bắt đầu tập trung nên ông thừa thắng xông lên trực tiếp truyền cho họ kiến thức của nhân loại. Tổ tiên chúng ta là tộc Maya cũng là người đầu tiên phát hiện ra số 0 sớm nhất. Vì vậy, khi sinh ra mỗi người chúng ta đều sở hữu gen giỏi toán học trong mình. Điều đó làm đám học sinh ở dưới chăm chú nghe giảng không chớp mắt. Jamie ở trên tiếp tục nói về các số âm và dương. Theo yêu cầu của thầy thì các học sinh đồng loạt đọc to công thức âm nhân với âm thành dương và không khí học tập sôi nổi của lớp học chính là đây. Mấy anh chàng dân chơi cũng thích thú lắng nghe, bắt đầu lặp lại đều răm rắp công thức thầy vừa chỉ. Cứ như vậy, từ các học sinh với trí nhớ kém không chịu học hành chỉ qua một vài phút đã nhớ được kiến thức toán học cơ bản. Ở buổi học tiếp theo, Jamie đã phát cho học sinh một bài kiểm tra đơn giản để đám trẻ có thể dễ dàng vượt qua nhằm tạo cho chúng cảm giác đạt được một thành tựu gì đó. Thấy sự tận tâm và nhiệt huyết của thầy giáo, chú báo thủ đầu đàn Angel đã tới gặp riêng thầy rồi kiêu ngạo nhờ ông giúp mình một việc. Số là cậu cũng muốn chuyên tâm học hành đàng hoàng tử tế, nhưng khổ nỗi đường đường là một tên du đãng mà lại đem theo sách vở thì còn gì là uy nghiêm trước đám anh em của mình.
Thế là Jamie lập tức nghĩ ra một giải pháp, rồi ông đưa cậu ba quyển sách, một để ở nhà, còn một đặt ở tủ quần áo ở trường và một để ở lớp học. Sau đó Jamie cũng bắt đầu nâng độ khó của bài kiểm tra lên. Để đối phó với điều đó thì ba cô cậu học sinh cá biệt này đã cùng nhau phối hợp để gian lận bài kiểm tra. Tuy nhiên kế hoạch cũng đã bị thầy giáo sớm nhìn thấu và bắt bài, nhằm giúp chúng không bị mất mặt cũng như nản lòng. Jamie không hề chỉ điểm ai mà trực tiếp gọi một nữ sinh lên ngồi giữa lớp để làm bài nhằm cắt đứt sợi dây liên lạc giữa ba người. Trong khi đó Enzo cũng bắt đầu để tâm hơn đến việc học và không còn đi muộn như trước nữa. Về đến nhà cậu chăm chỉ ngồi vào bàn để học bài, thậm chí còn cặm cụi làm hết đống bài tập mà thầy giao. Bề ngoài là tên giang hồ xã hội đen nhưng đằng sau lại lén lút chăm chỉ học tập, dường như Enzo luôn nhen nhói ý định thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên đám bạn giang hồ vẫn không chịu buông tha cho chàng ta. Lần đó cậu vì mải đi chơi mà đã đến muộn khiến ông thầy thấy vậy liền không ngần ngại mời học sinh trở về nhà. Mặc dù vậy Enzo vẫn thể hiện quyết tâm ăn năn hối cải của mình để sẵn sàng sửa lỗi sai đó. Đánh kẻ chạy đi chứ ai lại đánh người chạy lại. Jamie lập tức quyết định cho Enzo một cơ hội để chỉnh đốn. Ngay sau đó ông lại biết được hoàn cảnh éo le của một nữ sinh ưu tú trong lớp. Nhận thấy Anna đang đứng trước nguy cơ không được cắp sách tới trường nữa nên Jamie đã đến nhà hàng của bố mẹ cô bé. Cha Anna muốn con mình tiếp quản công việc của gia đình vì đối với họ học hành chẳng mang lại lợi ích gì, học cho lắm thì tắm cũng ở chuồng và chi bằng để tiền đó ở nhà mà làm ăn kinh doanh còn hơn. Tuy nhiên Jamie lại cho rằng nhẹ cái đầu thì lại nặng cái thân. Hơn nữa cô bé lại còn rất thông minh nên gia đình không thể để tài năng đó bị thui chột biến cô bé thành một bà nội trợ chỉ quanh quẩn với công việc nhà. Biết đâu sau khi tốt nghiệp đại học thì Anna sẽ dùng kiến thức mà mình học được để phát triển cơ sở làm ăn của bố mẹ. Bất đồng quan điểm, người cha tức giận trực tiếp đuổi ông thầy ra về. Khi không lại có thằng đến dạy đời đúng là chướng tai gai mắt. Bất lực nên Jamie lại quay về với lớp học để tiếp tục với công việc giảng dạy của mình. Khi này những cô cậu học trò bướng bỉnh và nổi loạn đã bắt đầu có những dấu hiệu tích cực. Bằng sự nhiệt huyết cộng với các phương pháp sư phạm tuyệt vời, Jamie đã khiến cho đám học sinh cứng đầu bắt đầu nghiêm túc hơn với việc học. Bọn chúng nói tục chơi nhạc rock để thỏa mãn cái tuổi trẻ nổi loạn. Jamie cũng bắt chước học cách đối diện với cái mới mẻ để dìu dắt học sinh của mình bước qua vũng lầy. Thay vì gồng mình thì ông giáo đã chọn cách hòa chung nhịp đập với chúng. Từ đó khoảng cách giữa hai thế hệ cũng được rút ngắn. Bằng sự sáng tạo của mình, Jamie đã khéo léo lồng ghép những vấn đề xã hội nóng hổi vào trong những bài học có phần nhàm chán. Những vấn đề mà học sinh gặp hàng ngày được đưa vào những bài toán khô khan làm tăng thêm phần thích thú kích thích sự tò mò của chúng. Thay vì phải tìm lời giải cho những bài toán nhàm chán thì Jamie lại muốn học sinh mình hiểu rõ bản chất của từng vấn đề. Ngay cả thầy hiệu trưởng và các giáo viên toán khác cũng đến lớp dự giờ để xem cách giảng dạy đầy sáng tạo của Jamie. Đúng lúc này cô bạn Anna đã quay trở lại lớp học và có lẽ bố mẹ của cô bé đã thấu hiểu những gì mà ông thầy đã truyền tải trước đó. Chỉ có học mới giúp cho tương lai của bọn trẻ trở nên sáng lạn mà thôi. Bằng sự tâm huyết tình yêu thương học sinh cùng khả năng sư phạm của một nhà giáo, Jamie đã từng bước thu phục được tình cảm của các học sinh và trao cho họ những động lực học tập cần thiết. Các học sinh được đánh giá là năng lực kém giờ đây đã phát huy được những tiềm năng đặc biệt của mỗi người. Sau đó không lâu Jamie đã nảy ra một ý tưởng táo bạo khi muốn dạy cho lũ trẻ mà mình phụ trách toán tích phân nâng cao. Nghe đến đó làm hiệu trưởng và các thầy cô khác ngạc nhiên, người thì cười một cách đầy chế nhạo, người thì hoài nghi cho rằng Jamie đang đùa giỡn vì vốn dĩ họ không tin ông có thể đào tạo được những đứa trẻ ngốc nghếch đó làm nên chuyện. Việc này xem ra còn khó hơn cả việc hái sao trên trời nhưng nếu không thử thì làm sao mà biết được. Mục đích của Jamie chính là muốn để cho tất cả các học sinh tham gia vào kỳ thi giải tích nâng cao. Nếu thành công vượt qua thì chúng sẽ được đặc cách tuyển thẳng vào đại học. Mặc dù không nhận được sự đồng ý ủng hộ từ nhà trường nhưng Jamie vẫn cương quyết theo đuổi tới cùng mục đích của mình. Vì không có lớp để phục vụ công tác bổ túc nên thầy giáo đã tận dụng phòng thay đồ làm lớp học rồi tận tình chỉ dạy cho học sinh suốt 3 tháng hè. Mặc cho thời tiết có oi ả nóng chảy cả mỡ nhưng không ai than vãn lấy nửa lời. Cứ thế đám học sinh đều đặn đến phòng thay đồ nghe thầy giảng bài rồi ghi chép chép một cách cẩn thận, bởi vì tất cả đều tin rằng người đàn ông này sẽ thay đổi vận mệnh của họ. Năm học mới lại đến, Jamie gửi một bản cam kết gửi cho các phụ huynh rồi yêu cầu họ ký vào đó với nội dung: mỗi ngày đến sớm 1 tiếng học 2 buổi rồi ở lại đến 5 giờ chiều và không được nghỉ vào ngày cuối tuần. Mặc kệ những lời đàm tiếu nghi ngờ về điều bất khả thi mà mình đang làm, Jamie vẫn nuôi dưỡng niềm tin bản thân sẽ giúp cho các học sinh yếu kém thi đỗ đại học. Rất nhanh ông giáo đã có được sự đồng ý của đại đa số các phụ huynh ngoại trừ một người. Thì ra chú của anh chàng muốn cháu mình đi làm thêm ngoài giờ để kiếm tiền từ một công việc tay chân nên không đồng ý ký vào bản cam kết. Hiểu được tình cảnh của học trò nên tối đó Jamie đã tranh thủ đưa cậu về nhà. Chạy được một đoạn thì thầy giáo bất ngờ tăng ga rồi thắng cấp trước một biển báo. Sau đó ông mới từ tốn chỉ cho học trò thấy khi nãy bản thân mình đã mải nhìn cái trước mắt mà không để ý tới con đường tương lai. Đôi khi phải biết ngã rẽ của cuộc đời mình nằm ở đâu. Jamie muốn nhắn nhủ học sinh của mình đừng vì chút lợi ích đen tối mà đánh đổi đi tương lai tươi sáng của bản thân. Chỉ có việc học mới giúp con người thoát khỏi đói nghèo. Cậu học trò lúc này cũng hiểu ra ý tốt của thầy mà quyết định quay trở lại học tập một cách nghiêm túc.
Tuy nhiên vì học lực yếu nên cậu tiếp thu kiến thức có phần hơi chậm hơn so với các bạn cùng lớp. Chính vì điều đó mà nhóc càng chán nản và bắt đầu than phiền về sự kém cỏi của bản thân. Đối diện với điều đó, vị thầy giáo không nóng vội mà tìm cách an ủi học trò, sau đó còn nói mọi người cùng đợi để tạo động lực và tinh thần cầu tiến cho bạn, giúp cậu cảm thấy không bị lạc lõng. Do dồn phần lớn thời gian vào việc học nên một cô bạn xinh đẹp đã chia tay với người yêu của mình. Cứ thế cô nàng rơi vào trầm tư suốt tiết học và chỉ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, không tài nào tập trung nghe giảng được. Nhìn mọi người tự do vui đùa bên ngoài khiến cô nàng quyết định dẹp hết đống vở, cứ thế từ bỏ mọi cố gắng đã nỗ lực trước đó. Một lần nữa Jamie lập tức đuổi theo học trò và lắng nghe câu chuyện để mở rộng vòng tay đón lấy trái tim đang tổn thương này. Hôm đó Angel vì bận đưa bà nội đi viện nên đã tới lớp muộn, Jamie không cần biết chuyện gì đã lập tức đuổi cậu học trò ra ngoài. Angel tức giận hất tung bàn ghế học rồi lớn tiếng chỉ trích thầy giáo là một tên khốn, sau đó quay đầu rời đi trong sự hậm hực. Tuy nhiên vào tối đó bà nội đã dẫn cháu trai tới để xin lỗi về lý do mà Angel đã đi trễ vào lúc sáng. Sau khi hiểu chuyện khiến ông thầy nhanh chóng bỏ qua và quyết định sẽ cho nhóc quay trở lại lớp, tình cảm của hai thầy trò lại hòa thuận như lúc đầu. Để giúp các học sinh của mình cải thiện cũng như trau dồi thêm kiến thức, Jamie đã miệt mài lên giáo án và dạy xuyên đêm. Cường độ làm việc liên tục như thế đến cả máy móc cũng chẳng chịu nổi, chứ huống hồ gì là một con người. Hôm đó trong lúc đang dạy thì đột nhiên ông đau thắt ngực lại còn toàn thân lạnh ngắt, cứ thế lọ mọ tìm đường đi xuống cầu thang thì lập tức ngã quỵ xuống. May mắn thay tình hình không quá tồi tệ, do làm việc quá sức nên Jamie đã bị kiệt quệ, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn là sẽ bình phục trở lại. Các học sinh biết tin thầy đổ bệnh cũng dần mất đi tinh thần học tập. Kỳ thi giải tích nâng cao lại sắp đến gần, nhưng người thay thế Jamie lại là một giáo viên âm nhạc thì sao mà có thể giúp chúng vượt qua được thử thách sắp tới cơ chứ. Lo lắng học sinh ở nhà sẽ chảnh mảng nên Jamie trong viện đã gắng gượng nén cơn đau để ra đề rồi nhờ người gửi đến cho chúng. Vài ngày sau, ông nhất quyết một hai đòi ra viện sớm mặc kệ lời khuyên của bác sĩ. Sự xuất hiện của thầy giáo khiến các cô cậu đang suy sụp bỗng nhiên hào hứng trở lại. Mang theo ý chí kiên cường của Jamie cùng quyết tâm vượt qua giới hạn của bản thân, thầy và trò tiếp tục đồng hành sát cánh cùng nhau bên cạnh những con số. Rất nhanh kỳ thi giải tích cũng đã tới. Bằng sự tự tin qua quá trình khổ luyện ròng rã nhiều tháng trời mà các học sinh của lớp Jamie đã xuất sắc vượt qua kỳ thi giải tích nâng cao dưới sự bất ngờ của tất cả mọi người. Thầy hiệu trưởng tự hào thông báo tin vui với phụ huynh rằng những học sinh của ông đã vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng. Thành tích này từ trước đến nay vốn dĩ chưa hề có tiền lệ trong lịch sử của trường vì tỷ lệ để đậu kỳ thi này cực kỳ thấp. Ban đầu ông ta là kẻ nhạo báng ý tưởng của Jamie, nhưng giờ đây lại đứng trước bục giảng để khoe mẽ thành tích trong sự kiêu hãnh. Trong khi đó, đứng sau thành công này ngoài sự nỗ lực của các cô cậu học trò cá biệt còn là sự đóng góp đáng khen ngợi của thầy giáo Jamie, người luôn lặng lẽ đứng sau để dõi theo. Lúc này các học sinh bất ngờ cắt lời thầy hiệu trưởng, chúng lấy ra giấy chứng nhận đã chuẩn bị từ trước và trang trọng mời Jamie bước lên bục để được nói lời cảm ơn. Có điều ngay sau đó một biến cố đã bất ngờ ập tới. Toàn bộ bài thi của các em học sinh do Jamie phụ trách dẫn dắt lại sai giống nhau một cách kỳ lạ. Sự trùng hợp này dấy lên một nghi vấn nhắm thẳng vào các học trò của Jamie rằng bọn họ đã cố tình gian lận tập thể. Ngay lập tức trung tâm tổ chức cuộc thi đã vào cuộc để điều tra. Bất ngờ hơn, thầy hiệu trưởng đã không lên tiếng biện hộ cho những học sinh của mình, mà ông ta lại còn bắt tay phối hợp với cơ quan điều tra để ép chúng khai ra phương thức gian lận của mình. Đúng là một kẻ hai mặt, chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân. Trước sự chất vấn của hai thanh tra, có người nhất quyết phủ nhận, có người lại im thin thít không dám nói gì. Đối mặt với sự hoài nghi của tổ thanh tra, Angel không chút do dự trực tiếp đứng lên nhận lỗi, khẳng định mình đã làm xong bài thi trước rồi lần lượt đưa cho mọi người chép theo. Thanh tra lại hỏi làm cách nào mà cậu lại có được đề bài trước, chẳng phải nó đã được bảo mật và niêm phong rất kỹ sao? Angel cũng không ngần ngại mà đáp rằng có người đã gửi mail đề thi trước cho cậu và cậu đã giết người diệt khẩu trừ hậu họa, sau đó còn thừa nhận mình ném xác hắn xuống hầm cá tra rồi sẵn sàng đưa tay chịu trói. Các bạn học nghe xong thì liền cười phá lên một cách đầy khoái chí. Thanh tra biết mình bị xỏ lá nên cũng ngậm ngùi bỏ đi. Khi không bị gán tội danh một cách vô cớ khiến cho nỗ lực học ngày học đêm của những cô cậu này học cứ đổ sông đổ biển. Vì các học sinh bị nghi oan mà không có bất kỳ một cơ sở nào nên Jamie đã quyết định đến văn phòng nộp đơn từ chức để chứng minh bản thân trong sạch. Trưởng khoa toán xua tay nói rằng chuyện này không thể tự ý quyết định được. Jamie hỏi rằng bà ấy có tin chúng thật sự gian lận không. Trưởng khoa cho rằng bị hoài nghi không nhất thiết là có tội, nhưng có tội rồi thì sớm muộn gì cũng sẽ bị hoài nghi. Một khi đã có định kiến với người khác thì bất kể là nhìn đâu cũng sẽ thấy lỗi sai của họ. Bất lực, ông quay đầu bỏ đi vì không thể tìm được tiếng nói bênh vực lẽ phải. Nào ngờ ra đến bãi xe thì Jamie phát hiện chiếc xế cưng của mình đã bốc hơi. Cứ thế thầy giáo đành phải quốc bộ về nhà trong sự tuyệt vọng. Jamie thường ngày nghiêm khắc và mạnh mẽ đến nhường nào thì nay cũng đã phải rơi lệ bất lực vì mọi chuyện không như kỳ vọng. Nào ngờ đúng lúc này Angel lại xuất hiện cùng đám bạn du côn bên cạnh chiếc xe của thầy. Hóa ra để báo đáp lại sự dạy dỗ ân cần của ông, chúng đã lén lấy cắp chiếc xe để tân trang lại cho nó một diện mạo mới. Nhờ có sự tiếp sức và động viên tinh thần kịp lúc giúp Jamie một lần nữa vực dậy sau những khó khăn,
Trời vừa sáng là ông ấy đã tìm đến thanh tra để chất vấn họ về bằng chứng tố cáo học trò của mình gian lận, thế nhưng bọn họ lại từ chối vì không thể đưa ra bằng chứng cụ thể. Chỉ là thành tích của bọn trẻ quá vượt trội so với năng lực của chúng nên bọn họ nảy sinh sự nghi ngờ mà thôi. Để giúp Jamie chứng minh học sinh của mình trong sạch, cơ quan chống gian lận thi cử yêu cầu bọn trẻ thi lại một lần nữa. Hết cách, Jamie đành phải chấp nhận thử thách vì nếu không đồng ý thì kết quả thi kỳ trước sẽ bị hủy bỏ mà danh dự của tụi nhỏ cũng chẳng thể lấy lại được. Khó khăn chồng chất khó khăn khi kỳ thi đợt này chỉ còn đúng một ngày nữa là diễn ra. Dù vậy, các cô cậu học sinh này vẫn tỏ ra rất tự tin. Cây ngày không sợ chết đứng, Jamie cẩn thận dặn dò học trò của mình không được mang theo bất cứ vật dụng nào không cần thiết vào phòng thi. Lúc làm bài phải tuyệt đối tập trung, không được nhìn đông ngó tây hay trao đổi với nhau. Nhất định không được để thanh tra hay giám thị có bất kỳ lý do nào để hoài nghi chúng ta một lần nữa. Phải chứng minh cho họ thấy bằng chính thực lực của bản thân các em. Cuối cùng, ngày thi nhằm lấy lại sự trong sạch cũng đã đến. Nhớ lời thầy giáo dặn nên các học sinh nghiêm túc tập trung làm bài vì đây là một trận chiến mà họ nhất định buộc phải thắng. Chẳng mấy chốc cả lớp đã hoàn thành kỳ thi giải tích nâng cao lần thứ hai. Ngày công bố kết quả, Jamie sốt ruột đứng ngồi không yên đi đi lại lại. Bất ngờ điện thoại trong phòng hiệu trưởng vang lên thông báo về cơ chế đánh giá kết quả mới. Trong đó thí sinh đạt 5 điểm là điểm tối đa, còn 3 điểm là vừa đủ để vượt qua. Lần lượt các học sinh của Jamie được gọi tên. Cô nàng xinh đẹp thất tình được 4 điểm. Cậu bạn học kém nhất lớp cũng được 3 điểm. Anna thông minh nhất lớp nên được 5 điểm, còn Enzo ngổ ngáo cũng xứng đáng có được con 4. Cứ thế, những học sinh trong lớp Jamie đã vượt qua xuất sắc kỳ thi. Hơn hết, họ đã vượt qua chính bản thân mình để xóa tan sự nghi ngờ và định kiến trong mắt của người khác. Đây là bộ phim cải biên dựa trên một sự kiện có thật kể về người giáo viên toán học Jamie Escalante. Ông đã sẵn sàng từ bỏ công việc với mức lương cao của mình để làm một công việc phục vụ cộng đồng, nhằm giúp những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn tìm thấy con đường của tri thức. Bằng sự dìu dắt của mình, Jamie đã giúp cho nhiều thế hệ nối tiếp thực sự thay đổi được chính vận mệnh của chúng. Từ những đứa trẻ cứng đầu khó bảo đến những người học trò ngoan ngoãn và sau đó là những công dân gương mẫu có ích cho xã hội. Trong suốt sự nghiệp của mình, người thầy tận tâm này đã giúp không biết bao nhiêu đứa trẻ bất hảo tìm thấy bản thân và vượt lên trên số phận của mình. Nghề giáo luôn là một nghề nghiệp cao quý và thầy giáo Jamie luôn là một tấm gương tiêu biểu cho người làm giáo dục khi lấy học sinh làm trọng tâm, giúp chúng thoát khỏi hố sâu của sự tuyệt vọng và hơn hết là dùng chính tình yêu thương cùng sự nhiệt huyết để khơi gợi tiềm năng trong mỗi đứa trẻ.